Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình được nghỉ lễ, buồn quá ở nhà không biết làm gì hết nên rảnh rỗi làm cái video giới thiệu hướng dẫn cho các bạn vẽ một cái mô hình con chuột máy tính. Thì nói chung mô hình cũng đơn giản thôi. Thì cái phiên bản mình sử dụng ở đây là cái phiên bản Scale 2.0. Thì hiện nay trên thị trường có các phiên bản Scale 3.0, 4.0. Thì nói chung thì giữa hàng 2.0 với 3.0, 4.0 thì nó cái phần mà CAD của nó thì cũng không có khác nhau nhiều. Các lệnh vẽ thì nó giữ nguyên, thì chỉ có một số nó thay đổi cải tiến chút xíu thôi. Các bạn ngày nghỉ không biết là có giống mình không ha? Có ai đam mê mà ngồi ở nhà mấy ngày rảnh này, ngồi ở nhà lên luyện CAD CAM không ta? Mình hồi xưa giờ cũng vậy, ngày lễ hay là ngày nghỉ thì không có làm gì thì cũng lên mày mò mấy cái phần mềm nào mới mới lạ lạ. Mình nghĩ các bạn nào mà có đam mê thì cũng cũng hãy làm giống vậy. Từ từ mình sẽ quen được nhiều cái phần mềm thôi. Nhiều bạn hỏi mình sao mình biết nhiều phần mềm mà mình cũng biết trả lời sao, chỉ có đơn giản như là chẳng qua là rảnh cũng không biết làm gì hết, rảnh rỗi xin nông nổi cho nên là cái thấy phần mềm mà mới mới chưa biết, mở lên ngồi mày mò một chút, mỗi ngày mày mò một chút, thẩm thấu từ từ. Thì sau đây mình cũng giới thiệu sơ sơ về cái kinh nghiệm làm việc của mình. Tại một có một số bạn cũng hỏi là xưa giờ mình làm gì ở bên Nhật. Thì nói chung mà xin giới thiệu với các bạn thì chắc cũng nhiều người cũng có biết chút chút rồi, nên là mình cũng lâu nay rảnh thì cũng nói lại thôi. Thì xưa mình học Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, học cơ khí chế tạo máy, thì sau đó khi có cơ hội cái sang Nhật làm việc. Thì mình cũng làm việc được 7 năm về làm CAD, về làm CAM. Thì công việc từ CAD, từ CAM, công việc thiết kế máy, công việc vẽ 2D từ lên 3D, rồi công việc gia công khuôn 30, rồi công việc gia công chi tiết 50. Thì mình đều trải qua hết. Thì nói chung là công việc ở bên Nhật thì mình làm thượng vàng hạ cám. Ngay cả công việc cu ly mình cũng làm luôn. Công việc cu ly ở đây mình hay nói bên Nhật là công việc mình đứng máy CNC á các bạn. Thì một người kỹ sư Việt Nam mà qua bên Nhật làm cu ly thì một người đứng khoảng từ 8 máy đến 10 máy CNC. Thì ngày xưa thất nghiệp thì mình cũng đứng một mình đứng 8 máy cái máy CNC. Thì công việc đơn giản thôi. Mỗi ngày chỉ là ba hai bấm cái hai nút nút xanh nút đỏ của cái máy CNC thôi, đồ gá có sẵn rồi, bỏ chi tiết vô cho nó gia công khoảng 2 phút 3 phút cái nó ra sản phẩm, sau lấy phôi đúc tiếp vô. Rồi ngay cả công việc mình đi lắp ráp dây chuyền điện thoại, ví dụ như điện thoại iPhone, rồi lắp ráp cái dây chuyền điện thoại của Fujitsu. Nói chung mà lắp ráp điện thoại đó, chứ không phải dây chuyền các bạn. Mình đứng 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 dây chuyền á, một cái dây chuyền hai mấy người đang ngồi lắp ráp điện thoại rồi đó. Làm đâu cũng mấy tháng đuối quá. Nghỉ kiếm lại công việc chuyên môn làm. Thì nói chung hiện giờ thì mình cũng đã về Việt Nam rồi. Và cái công ty cũ ngày xưa của mình bên Nhật á, nó mở văn phòng Việt Nam nên nó cũng gọi mình về làm việc lại. Thì hiện tại thì mình đang làm cho công ty của một khách hàng ở bên Nhật Bản. Làm về gia công 50, chuyên gia công các chi tiết của xe hơi và máy bay của hãng Boeing, như là máy bay Boeing 787, Boeing máy bay 777 và một số máy bay chiến đấu khác. Thì đó là vài nét giới thiệu sơ về kinh nghiệm làm việc. Thì các bạn nào có yêu thích công việc thiết kế hay là gia công thì nó 50 thì có thể liên hệ với mình. Bây giờ chúng ta bắt đầu vô cái bài vẽ con chuột bằng phần mềm Scale nha các bạn. Đây là phần mềm Scale, thì đầu tiên các bạn khởi động cái phần mềm Scale lên.
À, sau đó các bạn chọn vào new, các bạn đặt tên, ví dụ như cái bài này là mouse, đặt tên con chuột đi, bấm ok. Rồi sau đó là thì mình thì khi mình vẽ scale thì mình cũng không có xài cái thằng hệ tọa độ lắm, cho nên mình xóa cái góc tọa độ đi. Nếu các bạn xài các bạn để thì chúng ta có ba mặt phẳng như thế này. Thì đầu tiên chúng ta sẽ vẽ sketch trên cái mặt phẳng nằm ngang này. Ok. Đó. Rồi các bạn sẽ vẽ một cái hình tròn. Các bạn sẽ vẽ một cái đường tâm. Đó. Sau đó các bạn sẽ sử dụng cái lệnh delete segment này, các bạn sẽ bỏ cái này đi. Hình tròn này. Thì các bạn con chuột chúng ta sẽ vẽ hình đây, đây là khoảng cách từ đây là 57, đây là khoảng cách từ đây là 31, như vậy là khoảng cách từ đây đến tâm là 26. Như vậy bán kính là 31, khoảng cách từ tâm đây là 26. Vậy chúng ta sẽ đo đây là 26 này. Này các bạn xem khai báo bg đây là 31. Đó. Rồi xong bấm bấm ok, kết thúc vẽ cái sketch thứ nhất. Tương tự các bạn vẽ cái sketch thứ hai là nó có kích thước này 38 47 13 106. Nhưng mà trước khi vẽ thì các bạn tạo một cái điểm giao giữa cái mặt phẳng này với lại cái cung tròn này nha. Các bạn chọn bôi. Các bạn chọn mặt phẳng này với lại cái này, các bạn bấm thêm cái phím Ctrl vô để chọn hai đối tượng cùng lúc. Các bạn tạo được cái điểm ở đây, các bạn bấm ok. Rồi kế tiếp các bạn chọn sketch, các bạn chọn cái mặt phẳng này, chọn sketch. Rồi ok, các bạn chọn cái ba bôi này, các bạn sẽ trước khi vẽ cái này, bạn chọn reference nè để bạn chỉ cái điểm này làm cái điểm tham chiếu đó, để cho chúng ta vẽ cái nó chỉ bắt đúng ngay đó. Rồi các bạn chọn ạc, các bạn chỉ bắt cái đó vòng tròn ở đây, các bạn vẽ một cái cung tròn như thế này. Ok. Thì cung tròn này ở đây là EG47, chiều cao 38, khoảng cách ở đây là 13. Khoảng cách là 13. Chiều cao từ cái điểm này cho tới cái này là 38. Và cái EG này là EG47. Ok. Cái thì các bạn vẽ cái cung tròn EG 106 tiếp tiếp tiến với cái cung tròn còn lại. Ok, các bạn vẽ tiếp tiến rồi thì nó có cái chữ T tiếp tiến ở đây nè các bạn. Nó biểu là biết lần này tiếp tiến như thế này. Và ở đây là một bán kính này 106. Ok. Rồi kế tiếp các bạn. Đấy các bạn sử dụng cái lệnh extrude này, và các bạn sử dụng cái chức năng surface này nè các bạn. Chức năng surface này nè. Đó các bạn chọn cái chức năng là nó sẽ đùng về hai phía luôn. Sau đó các bạn khai báo sẵn là 150 luôn. Rồi sau đó các bạn bấm vào play plan này, các bạn chọn define, các bạn chỉ cái mặt phẳng này, các bạn chọn sketch đó. Rồi chúng ta sẽ vẽ một cái đường line, chọn lấy lệnh line nè. Trước khi vẽ thì các bạn chọn reference để bạn chỉ cái điểm này nè, làm cái điểm tham chiếu luôn để chúng ta vẽ cho nó dễ nè. Đấy. Rồi chúng bạn chọn lệnh line, các bạn chỉ bắt ngay đây nè. Đó, chỉ bắt ở đây, nghiêng. Và các bạn sẽ đo là cái góc này nè. Góc nghiêng này 5 độ nè các bạn. Chiều cao 80, có thể hơn cũng được. Con số 80 không quan trọng.
chúng ta chỉ đo cái góc này thôi. Đó, góc này 5 độ. Rồi cái chiều cao này bao nhiêu cũng được, các bạn có thể cho đo đó, cái chiều cao từ đây đến đây cao bao nhiêu cũng được. Các bạn chọn dimension, chọn cái điểm này, chọn cái đường này, bấm nút giữa chuột là đo được. Cái này mình cho 80 đi. Rồi ok. Rồi xong các bạn bấm ok. Như vậy là các bạn đã tạo được một cái mặt như vậy. Như vậy 150 thì nó ok, bạn bấm nút này, ok. Các bạn ra được cái mặt phẳng này rồi. Bạn lưu ý là cái mặt phẳng này nó nghiêng 5 độ, bạn đi qua cái điểm này nè. Do đó chúng ta sẽ chọn cái mặt phẳng này làm mặt phẳng vẽ sketch tiếp theo. Các bạn chọn sketch, chọn mặt phẳng này. Và bạn bấm sketch. Như vậy nó nhìn thì nó hơi khó, khó nhìn nhưng mà không sao. Các bạn phải vẽ một cái vẽ cái đường cong như thế này, EG41 nè. Và cái điểm này nó sẽ dính trên cái chân của cái đường cong này, nó dính ngay đây nè. Các bạn. Rồi, sau đó các bạn mới chọn bạn tắt đi. Yes. Các bạn sẽ dùng cái tham chiếu này. Các bạn sẽ chọn cái điểm này. Đó, đồng thời chọn cái đường này luôn, làm tham chiếu. Rồi, sau đó các bạn sẽ chỉnh cái hướng nhìn, chỉnh hướng nhìn là theo cái hướng phụ in nè. Đó. Các bạn chỉnh hướng nhìn nhìn thì các bạn sẽ dễ vẽ hơn. Bạn bấm nút ạc ở đây. Và mình sẽ vẽ một cái cung tròn bắt dính từ đây nè các bạn. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ chỉnh lại cái nút là Fill nha. Đó, xong các bạn bắt dính ngay đây. Vẽ một cái cung tròn như thế này. Thì cái cung tròn này EG41 nè, lố ra là 7 ly nè. Thì mình sẽ đo kích thước là từ cái đây cho đến cái đường chính giữa này là 7 ly nè. EG này là EG41. EG41 và cái chiều cao là 18 nè các bạn. Chiều cao của cái điểm này nè so với cái cạnh này nè 18. Đó. Sau đó các bạn tiếp vẽ một cái đoạn cung này là 103. Nhớ là bạn cho nó dính vô đây nha các bạn. Đó, các bạn cho tiếng dính vô đây. Đó, ok. Vậy bạn khai báo đây là 103. Rồi ok, nhưng mà các bạn đã vẽ xong cái này rồi. Các bạn bấm ok. Thoát khỏi sketch. Thì bạn vẽ được cái cung tròn này nằm trên đây rồi. Sau đó các bạn có thể copy đối xứng cái cơ này qua bên này. Các bạn lấy cái cơ này copy đối xứng qua. Thì các bạn sẽ vô là operation đây nè, ở đây operation các bạn, sổ ra. Các bạn chọn feature operation. Các bạn chọn chức năng copy. Sau các bạn đang chọn là cái migrate, chọn migrate xong các bạn để mức định độc lập. Các bạn chọn đinh. Đinh ở đây tới đây nó sẽ hỏi là đối tượng nào muốn copy, mình sẽ chỉ cái cơ này. Xong mình bấm ok. Xong nó hỏi mặt phẳng đối xứng, mặt phẳng đối xứng mình sẽ chỉ mặt phẳng chính giữa này. Đó, bạn đinh. Ok, như vậy là bạn copy được cái cơ này đối xứng qua bên này. Rồi ok. Rồi bước kế tiếp là các bạn sẽ vẽ cái đường thẳng này nằm ở trên mặt phẳng IZ chính này. Cách 50 như vậy. Sau đó các bạn extrude ra. Xong đó tạo mặt extrude ra. Hay nói khác chúng ta sẽ tạo một cái mặt extrude tiếp theo. Các bạn sẽ chọn extrude. Các bạn chọn chức năng Surface, các bạn chọn chức năng đùng đối xứng về hai phía và khai báo ở đây giá trị ví dụ như 150 chẳng hạn. Rồi sau đó các bạn sẽ chọn mặt phẳng chính giữa này.
làm sketch. Đó, sau đó các bạn sẽ vẽ một cái đường line nó sẽ dính vô đây, dính đây, dính vô và nó nghiêng lên như thế này. Và mình sẽ khai báo cái kích thước là khoảng cách 50 nè, 7 độ nè, 30 nè. Cách này là 50 nè, này là 7 độ nè. Các bạn sẽ đo cái chiều cao từ cái đỉnh này tới cái này. À, 7 độ. 7 độ thì cái này tự động nó hiện ra, cái này các bạn sẽ khai báo cái này, ví dụ như lớn hơn 30 thì mình trên băng nhập 40 cũng được bạn. 40 cũng được. Rồi, ok. Chủ yếu là chúng ta tạo cái bề mặt thôi. Đấy, ok. Rồi, ok. Rồi, chúng ta tạo được một cái bề mặt này rồi. Rồi bước kế tiếp là các bạn sẽ trim cái mặt này bằng cái cơ này. Bây giờ các bạn sẽ chọn cái mặt này, chọn mặt này trước. Sau đó mới cái này nó hiện lên, các bạn chọn chức năng trim. Chức năng trim này là nó khác hơn hồi phiên bản hồi xưa, nó có thể vừa trim vừa cắt hết luôn. Các bạn chọn trim. Sau đó các bạn chỉ cái cơ này thì nó hiện cái lưới đây, tức là giữ cái mặt lại, bấm ok thì ra được cái mặt này. Rồi sau đó các bạn lại chim cái mặt này tiếp. Các bạn chọn mặt này, các bạn chỉ chim, sau đó bạn chỉ cái mặt x này. Sau đó các bạn mình sẽ bằng sẽ đổi hướng qua đây. Đổi hướng qua đây thì giữ cái mặt này. Ok. Đó, như vậy chúng ta đã chim được mặt này rồi. Rồi cái mặt x này hiện tại là không có sử dụng nữa. Giờ đó chúng ta ẩn đi. X này là cái mặt x 2 nè. Ẩn đi. Ẩn đi. Rồi sau đó chúng các bạn có thể copy đối xứng cái mặt này qua bên này cũng được. Các bạn sẽ tương tự copy operation này. Feature operation, chọn copy, chọn chức năng đối xứng, chọn đinh. Sau đó chỉ cái đối tượng, chỉ cái đối tượng này. Bấm ok. Sau đó chỉ mặt phẳng chính giữa là mặt phẳng này. Ok. Không được rồi. Không được, không được. Không được các bạn, không được rồi. À, mình sẽ tiếp theo. Ok. Tiếp theo. Hôm tiếp theo mình sẽ offset cái mặt phẳng 60, cách mặt phẳng XZ này 60. Sau đó chúng ta gia mặt phẳng này với cái đường cơ ở giữa, là chúng ta có được cái điểm ở chính giữa đây. Ok. Rồi, chúng ta sẽ sử dụng cái for len nè. Chúng ta offset mặt phẳng này ra. Là các bạn nhập vô đây là 60. 60 ok. 60 ok, sau đó các bạn sẽ sử dụng bôi. Bôi. Các bạn lại chọn cái mặt phẳng này với lại cái đường cơ. Nhớ bấm thêm Ctrl nha các bạn. Ok. Bạn ra được cái điểm này. Thì lát nữa chúng ta sẽ nối cái điểm từ cái đỉnh này nè, qua cái điểm này, rồi tương tự qua cái đối xứng bên kia, thì chúng ta có được một cái đường cong. À, bây giờ nhiệm vụ chúng ta là phải đối xứng được cái mặt phẳng này qua. Rồi chúng ta chọn cái mặt phẳng này. Các bạn chọn mirror. Các bạn chọn mặt phẳng chính giữa. Anh nói các bạn sai, bạn sẽ chọn là mouse chọn vào cái đây, chứ là chúng ta đối xứng toàn bộ cái mặt này qua. Ở đây cái cơ ở đây cách làm nhanh nhất là chúng ta tạm thời chúng ta sẽ chim đứt cái cơ này đi cũng được. Ok, chúng ta mở cái mặt x2 lên đó, sau đó chúng ta sẽ chọn cái cơ này,
là chúng ta sẽ chọn trim, chúng ta chỉ cái mặt phẳng này, chỉ cái mặt phẳng x chút này nè. Đó, thì chúng ta chim được cái cơ là đổi mũi tên lại. Đổi mũi tên qua, chúng ta chim được cái cơ này, ok. Đó các bạn, đổi là mũi tên lại. Ok. Đó, chúng ta chim được cái cơ này rồi. Chúng ta ẩn lại cái x chút này đi. Đó. Như vậy chúng ta có 3 điểm, 1 điểm ở đây, 2 điểm, 3 điểm, thì chúng ta vẽ một cái đường cong đi qua 3 điểm đó. Chúng ta sẽ chọn là datum nè, datum cơ nè, chọn datum cơ nè, các bạn sẽ chỉ 3 điểm, 1 điểm nè, 2 điểm nè, 3 điểm nè, ok. Đó, chúng ta được 1 điểm. Ba điểm ở đây. Tiếp tục chúng ta sẽ vẽ một cái đối tượng bên đây. Rồi các bạn sẽ chọn đây, các bạn chọn là gọng mirror, gọng chỉ vào thẳng đến giữa này, để chúng ta mirror qua cái này. Cái này chúng ta chỉ là mirror tạm thời để chúng ta có một cái định, để chúng ta vẽ một cái đường cơ từ bên này qua đây nha các bạn. Sau đó các bạn chọn sketch, các bạn chọn cái mặt phẳng này đó, ok, yes này. Sau đó các bạn sẽ dùng reference, các bạn chọn cái điểm này làm tham chiếu nè, chọn điểm này làm tham chiếu nè, ok. Sau đó bấm vào đây. Rồi các bạn sẽ vẽ một cái cung tròn là đây, khoảng cách 57 nè, bắt qua hai điểm này. Chọn arc, đúng không? Các bạn sẽ bắt được bắt cái điểm bên này, cái điểm bên này dính ra. Đó, sau đó các bạn đo cái khoảng cách từ tâm này cho tới cái cung tròn này là khoảng cách là 57 nè. Rồi, ok. Đó, ok. Rồi bây giờ tôi sẽ ẩn hết các mặt phẳng ra đi. Như vậy là chúng ta sẽ tạo được cái mặt này là mặt trước của cái hình chuột này các bạn. Các bạn sẽ sử dụng cái lệnh bao boundary blend nè. Đó, xong các bạn bấm vào cơ đây. Đây là cái hướng thứ nhất nè. Hướng nhất thì bạn bấm hai cơ và nhớ bấm thêm phím control. Đó, các bạn bấm hai phím control đây. Sau đó cái hướng thứ hai ở đây, các bạn bấm hai cái cạnh của hai mặt. Nhớ bấm Ctrl nha các bạn. Đó, như vậy là tạo vừa mặt chạy vào đây, các bạn bấm ok. Đó, như bạn tạo được cái mặt hình chuột đây rồi. Rồi sau đó các bạn lại sử dụng cái lệnh Boundary Blend tiếp. Các bạn sẽ chọn hai cái cơ đầu tiên. Đó, chọn hai cơ này xong, đây là hướng thứ nhất, hướng thứ hai bên đây, kích chuột qua đây. Các bạn chọn lần lượt 3 cơ còn lại. Ok, như vậy là chúng ta đã tạo xong được cái hình con chuột rồi. Ok. Sau đó chúng ta sẽ chọn vào đây nè, các bạn bấm vào đây nè, bấm chọn Layer G nè. Các bạn sẽ on cơ ở đây nè, các bạn sẽ ẩn hết, ẩn hai hết, thì tất cả các cơ nó sẽ bị ẩn hết. Bấm ghi ben đây nè là mà ẩn hết nè. Tương tự poi nè, ở đây là poi nè, bấm nút phải chuột chọn hai nè, sau bấm nút ghi ben đây nè, đó ghi ben đây nè, đó thì ẩn hết rồi. Rồi sau đó chúng ta sẽ trở lại cái modeling chi lại, không bước kế tiếp là chúng bạn sẽ cắt một nửa ra, xong bạn đối xứng ngược lại. Ok, ở đây các bạn sẽ sử dụng blend đây. Rồi sau đó các bạn sẽ đầu tiên các bạn sẽ mạt mạt cái đó, các bạn sẽ mạt cái mặt này với lại là cái mặt lớn này. Đó, các bạn chọn, các bạn bấm control hai mặt lớn này, các bạn mạt lại nè, ok nè. Rồi sau đó các bạn chọn cái mặt lớn này mẹt với cái mặt mặt trước. Đó, các bạn mẹt mặt trước này. Ok.
Thì còn lại cái mặt này mẹt cái mặt bên hông thì nó không không có tính được các bạn, lý do nó hiểu một gấp rồi. Thì do đó chúng ta sẽ trim, chúng ta sẽ chỉ cái mặt này và chúng ta chọn lên trim. Trim xong chúng ta chọn cái mặt phẳng chính giữa ở đây. Đó, đổi chiều bên đây lấy phần bên này. Ok. Đó. Ok. Rồi sau đó chúng ta sẽ hóa gắn nó. À, ví dụ như con chuột nó dày chừng ví dụ con chuột dày 2 ly đi. Thì mình sẽ chỉ cái mặt này, chỉ vô mặt này một cái thì cái thằng thích ken nó sáng lên nè. Các bạn chỉ vô thích ken ở đây. Các bạn nhập vô là 2 ly chẳng hạn, 2 ly. 2 ly mà ra hai màu. Ở đây chúng ta vẽ là đổi cái tên đây nè và ra nè, cái này vào nè. Các bạn đổi cái tên vào đó các bạn. Đổi cái tên vào vào 2 ly. Ok. Đó. Nhớ là vào nha các bạn. Rồi. Sau đó chúng ta bấm vào đây, bấm vào layer G này, các bạn sẽ chọn là surface, on surface nè. Các bạn sẽ ẩn hết tất cả các surface đi. Thì chúng ta sẽ còn một cái khối solid thôi. Rồi công việc còn lại là khá đơn giản các bạn chỉ việc đối xứng qua là xong chuyện. À, rồi sau đó chúng ta có thể bo luôn. À, bo xong phải đối xứng một lần cũng được. Chúng ta ví dụ như chọn lệnh gau. Chúng ta bo cạnh này trước. Cạnh này khai báo là 5 ly. Ok. Rồi sau đó mình bo lần hai. Bo nó cũng có nguyên tắc đó các bạn bo này sau đó còn bo này nó có cái đường nó chạy liên tục đây nè. Bạn chọn bo, chọn cái cạnh này. Đó, ok. Xong. Rồi sau đó các bạn sẽ chỉ các bạn chuyển về cái Model G bên này. Các bạn chọn cái mouse này. Xong các bạn chọn mirror. Mirror thì chúng ta sẽ chỉ cái mặt phẳng mirror đó là mặt nó chính giữa nè. À, ok. Đấy. Như vậy là chúng ta đã vẽ được hình con chuột. Các bạn rất đơn giản các bạn. Đây là rồi các công đoạn còn lại thì tôi dành cho các bạn tự sáng tạo sao chia mấy cái dùng này ra thành những cái nút bấm giống như hình chuột á. Thì tôi hướng dẫn cho bạn vẽ một cái mô hình tổng thể thôi. Còn lại là cái khâu khâu xử lý khác thì dành cho các bạn. Khá là đơn giản không bạn? À, sắp tới tôi sẽ làm hàng loạt các video hướng dẫn các bạn vẽ những cái mô hình khác bằng cái phần mềm CL này. Do đó các bạn nào xem xong video này nhớ bấm nút subscribe để có những video mới á, các bạn cập nhật các bạn tham khảo tiếp nha. Nhớ bấm nút subscribe hay là nút like gì đó ủng hộ mình nhé. À, xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình. Xin chúc các bạn ngày cuối tuần vui vẻ.